Đỗ thân ái kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Duy có một cái hành trình bắt đầu từ hẻm 666 thuộc về phường 14 quận 10. Mình ra ngoài Bùi Hữu Nghĩa quận Bình Thạnh. Đây là trước mặt Duy, đây là đường 3 tháng 2 nè. Đó, đường 3 tháng 2 hay còn gọi là đường Trần Quốc Tổ ngày xưa đó. Giờ mình rẽ trái nha. Hôm nay Duy gửi lời cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn từ trước giờ hành trình đã theo dõi clip của Duy. Duy thân mến chúc quý vị và các bạn luôn luôn bình an và hạnh phúc. Hiện giờ Duy đang đứng ngay cái ngã tư này là đường 3 tháng 2 ở với lại cái hẻm 666, và bên kia là hình như là đường Nguyễn Kim rồi phải. Đi trên đường 3 tháng 2 quý vị. Khu vực này là thuộc về phường 10 quận 10. Thank you.
qua đường Cao Thắng. Đường Cao Thắng là khu vực này là phường 11 quận 10 bên phải. Phường 11 quận 10. Điện Biên Phủ là hình như là hồi trước là đường Phan Thanh Giản là phải. Chắc là vậy quá. Lâu lâu rồi Duy cũng nhớ một hai tên đường. Vừa qua ngã tư Cách Mạng Tháng 8 với là Điện Biên Phủ. Cách Mạng Tháng 8 đây là con đường này ngày xưa là đường Lê Văn Diễn quý vị. Có thú cảnh sát rồi. Duy đi ngang ngã tư Lê Quý Đôn, cắt ngang đường Điện Phủ, Duy đang đi. Đó đây bên phải Duy là có cái trường Marie Curie nè. Cắt ngang ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngày xưa gọi là đường Công Lý quý vị.
đèn đỏ thôi. Quận 1. Đi đến ngã tư phía trước là Đinh Tiên Hoàng quý vị. Hình như mình vẫn chiều mình được rửa cái là phải á. Dây mà Duy đang đi đây là phường Đa Cao quận 1. Trước mặt Duy là đường Mai Thị Lụa cắt ngang. Và mình chuẩn bị lên cầu Bùi Hữu Nghĩa luôn. Yeah.
Tắc Hồng. Phải 154 của Hứa Nghĩa đây không chú? Giao cái âm ly không chú? Chào chú ạ. Ơi, mình tới nơi các bạn ơi. Rồi một lần nữa Duy thân minh chúc quý vị và các bạn một ngày mới bình an và hạnh phúc nha. Bye quý vị và các bạn.